Trời ơi anh hai ơi, tôi nói thiệt là tôi không có chịu nó làm cái chuyện du lịch vô lý. Nhưng bây giờ tự nhiên đi qua làm cho chín gạo là sao? Chú ngộ ha, không thích cho nó làm du lịch, cho nó học cái ngành đó chỉ cho tốn công tốn sức tốn tiền. À thì tôi cho nó đi học, đi đây đó để mở rộng cái tầm mắt ra, cho thỏa chí nam nhi, chứ đâu phải để quay quần cái xảo lá này đâu. Làm ở đâu cũng là làm, tổ gì cũng vậy, phục vụ cho bà con quê hương mình. Nó mới ra trường, chú cứ để cho nó học thêm, chừng nào mà nó không chịu á, chú có lấy dao chú kè cổ nó cũng không chịu ở đây đâu. Ừ, cũng có lý. Vô cái anh hai. Anh hai ơi, lâu lắm rồi em mới xài tới. Mới đờn là cái cò này, không biết nó còn ngọt như xưa không đây. Anh hai, Hả? mai mốt mình về già cái mình lập cái ban đàn ca tài tử, mình đi hát mình kiếm bộn tiền anh hai. Giờ mình làm cái thăm vọng rồi mình Vô làm bài anh hai. vô cái chơi bài. Bài gì anh hai? Ông lão chịu đò. À, bài này hay, em khoái bài này nè. Còn nước còn non thì nơi bến cũ vẫn còn trơ một ông lão đương đò. Mây nước miền quê say theo tiếng hát câu hò. Trên con thuyền cũ kỹ ai muốn sang bến sông này, lão đưa rước giùm cho. Tiền bạc trả công lão chẳng nài ít thấy nhiều, lão chỉ cần cơm ngày hai bữa mà thôi. Bởi lão đây yêu quý con đò cũng như thiên hạ họ yêu một người tình lý tưởng. Người ta đi ngược về xuôi, kẻ ham phú quý người đòi tình chung lữ hành. Kia đã sang sông có ai còn nhớ đến ông chèo đò. Lão chẳng bụng chi cũng không đợi không chờ, cơm hấm canh rau một ngày hai bữa, mảnh áo tồi tàn lão dài nắng dầm mưa. Mặc dù tôi đã già nua nhưng còn chèo nổi con đò sang sông. Tai nghe còn tỏ mắt nghe còn tin, bàn chuyện nhân tình lão chẳng nể gì ai. Trời ơi hay quá, quá mùi anh hai ơi. Vô cái đi anh hai. Vô. Cô chị ba. Dạ. Mấy đứa nhỏ đi chơi gì ba. Vô. Anh em mình vô cái đi hả. Rồi. Rồi mời, mời mọi người. Thương nhau cao bộ làm đôi mi. Một lá trầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về còn hoài dòng bóng người thương. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên nở thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nở. Hay quá, hay quá. Trời ơi con gái tôi nó ca hay quá. Nè con hát hay vậy sao không làm ca sĩ đi, uổng quá hà. Dạ nói thiệt với chú, chứ ở cái xẻo lá này ai cũng hát hay hết, nếu mà chú khen là khen cả ngày chưa hết luôn đó. Nói nghe nè, mọi người cứ ở đây nghe cháu nó hát nghe.
tôi phải vô tôi lo cái nồi cháo cái ha. Để tôi xuống phụ chị ha. Tôi xuống phụ chị hai nghe. Dạ. Dạ. Để đáp lại sự nhiệt tình của các cô chú thì con xin phép hát thêm một bài nữa để tặng cho mọi người nha. Hay quá con gái. Nhưng mà cái bài hát này là con xin phép được hát chung với lại bé co. Vỗ tay lên. Lên đây. Bé co mà lên hát với nhái đi mày. Hát bài gì? Tôi hát luôn. Dòng sông quê em đi. Bài tủ của ông Phồn. Tiếp. Đàn cho con bài dòng sông quê em tiếp. Ra đi. Đàn đàn sao mà con hát hay thiệt là hay luôn bác hai. Ừ. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về xóm nhỏ, nghe rì rào tiếng sóng vô gần xa. Dòng sông quê đẹp bóng trăng ngà, nghe câu hát xa xa lòng anh chạnh nhớ. Ơi dàm cỏ đông, ơi hơi dòng sông, nước xanh biển biếc chẳng đổi thay dòng. Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Hai chú về ngủ lấy sức đi, chiều qua nhậu, tối đờn ca tài tử rồi chơi, bữa cuối mà. Cái gì? Đờn ca nữa hả anh hai? Nữa chứ, mấy chả hàm quá. Với bà con, tụ lên đây đông đủ lắm, cũng vui chứ có gì đâu mấy chú. Thôi, gặp tôi à, tôi nhậu quắc cần câu xong rồi tôi về tôi ngủ một giấc cho nó khỏe. Nè, thằng Minh nó nhắn tin hỏi anh có đồng ý cho nó làm du lịch không kìa. Giờ anh tính sao anh ba? Trời, cái thằng khùng. Hồi trưa này đã nói như vậy rồi, nó còn bày đặt chi chơi tốn tiền không biết nữa. Rồi, tôi nhắn ok cho nó rồi đó nha. anh hai. Hả? Tôi có chuyện này tính bàn với anh hai. Ừ. Có gì nói lẹ lên à, tôi đi ngủ chút mới được, buồn ngủ quá mới chơi. Coi bộ mấy ông khách này về chơi, mình cũng được lợi quá chừng. Họ mua cả ký lô yến xào của tôi với tư ếch, đặt hàng gốm cúc hoa quá chừng. Chưa kể là mua quà cáp lung tung quá trời nhiều anh hai. Họ cũng quý mình, thật thà, nhiệt tình. Nên anh em với anh ba tính bàn với anh hai, anh em mình kết hợp mở công ty du lịch, cái xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng để phục vụ khách từ A tới Z luôn anh hai. Trời ơi, cái vụ này anh em mình kiếm bộn tiền anh hai. Theo em nghĩ kỹ nè, mình mà tự đứng ra tổ chức chưa chắc có khách, nên mình sẽ liên kết với công ty du lịch thị xã, rồi mình móc nối cả Sài Gòn nữa, đưa hết về đây, mình chia phần trăm cho họ. Anh hai nghĩ coi, mới có mấy người khách thôi mà mình đã bán hàng hà sản phẩm rồi, chưa có tính tiền ăn tiền ở. Nếu mình tính ra rõ ràng hả, chà, mình còn kiếm bộn đó anh hai. Rồi còn cái việc mà hướng dẫn khách tham quan, anh cứ để cho tụi Khổng Minh nó lo đi. Anh em mình á là ngồi mát mà hưởng bát vàng đó anh. Dạ. Ừ, tôi thấy cũng được à. Thì đó. Dạ. Rồi, xin mời. Dạ, vô. Dạ. Vô. Ây dạ. Trời ơi, anh Chính ơi, rượu Tây có khác ha. Em uống một cái nha, từ đầu lưỡi nó chạy rần xuống ngón chân cái em, nó nóng hổi luôn. Thiệt tình á, tôi cảm ơn gia đình, anh hai, anh ba, anh tư. Mấy ông bạn của tôi á gọi điện thoại về khen quá trời. Chắc sắp tới đó là mấy ông sẽ đòi xuống đây nữa đó. Cái vụ này tôi thấy được anh Chính. Anh cứ nói mấy ông xuống bất cứ lúc nào cũng được hết ha. Tụi tôi nè,
sẵn sàng giang hai tay hai chân ra. Nói lung tung. Ủa, anh Tư Ếch, anh bị sao vậy? Không gì hết, tại rượu anh uống vô rần rần cái tê chân bên trái. Tê chân bên trái thôi. Dạ, nói viên chính về, tụi tôi là sắp mở rộng cái cơ sở nuôi yến, cho nên sẽ là phục vụ khách tới nơi tới chốn. À, nhờ chính giới thiệu mọi người mua yến ủng hộ anh em tụi tôi. Chuyện đó đương nhiên rồi anh ba, với lại khách hàng cũng tin tưởng, yên tâm với những sản phẩm do bà con mình làm ra. Dạ, thực ra cái công này lớn nhất á là thằng Minh với mấy đứa nhỏ. Điều đó chứng tỏ là tụi nó nghĩ đúng, làm đúng. Vì cái du lịch hôm tây hôm ta gì đó. Anh hai nói đúng đó. Anh em mình thì già hết rồi, không nhanh nhạy bằng lớp nhỏ đâu anh. Thằng Khổng Minh á, nó đi đúng đường đó anh ba. Xẻo Lá mình mà phát triển du lịch homestay là đúng hướng đó. Anh Chính khen quá. Thật ra thì mọi người cùng tổ chức, thành thứ thấy nó vui vẻ. Chứ một mình thằng Khổng bên nhà tôi thì đâu có làm được chuyện gì đâu anh. Đúng, anh bà nói đúng. Thằng Khổng Minh coi vậy hay không bằng hên. Nói cái gì vậy? Sau cái đợt này, tôi cũng muốn làm một cái điều gì đó để tạo điều kiện cho sắp nhỏ. Ngon quá. Chính chính cho xin đi nữa đi. Đây. Đủ tay ngon quá. Anh. Hết ly nha. Rồi, anh em mình vô cái ngang. 2, 3, vô. Nói gì, Tí Hiếu làm chú chính gạo hả con? Chứ còn gì nữa. Tí không thấy hả? Chú chính rất là quan tâm bà con mình chứ bộ. Chú chính còn nói á, là quyết định không có mở công ty du lịch nữa, để cho Tí nè, chú ba, chú tư làm. Còn với anh mình phải năng liệu quá trời quá đất luôn. Tí tính tí giúp mấy đứa, hai về chưa kịp lên tiếng thì nghe cho nó cho mở công ty, hỏi chứ có điên không. Vậy bây giờ thì có định về phụ giúp chú chính nữa không? Nếu kẻ đúng thì mình phải ủng hộ chứ sao, tí đâu có hẹp hòi đâu con. Tí, con thần tượng tí quá. Tí là người cha vĩ đại nhất. Nhúc, nổi da gà này Nhúc, định lộ quá Nhúc. Trời ơi, cái chuyện buổi sáng làm tía ngựa hết sức luôn đó bậy. Đó, còn nói tía mà tía không chịu nghe. Chú chính không phải là người xấu, giống như tía đâu. Con nhỏ này mày ăn với nói tía mày vậy hả mày? Tía mày mà là người xấu á là thiên hạ này gian manh hết rồi đó nghe con. Chẳng qua tía của mày lanh chanh tí thôi. Dạ, chú chính không có trách giận gì chú hết trơn á. Chỉ cần bà con mình đoàn kết cùng nhau xây dựng thương hiệu du lịch homestay của Xẻo Lá mình, con bảo đảm là thắng chắc nha chú. Anh Bình. Hả? Không chừng người ta thấy em hát hay, người ta mời em lên Sài Gòn làm ca sĩ anh ha. Mà nếu như mà người ta không mời em á, thì mai mốt ở địa phương nè, có chương trình văn nghệ nào anh cũng đều mời nhái tham gia hết, chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà anh nhớ trả cách xê cho em cao cao á nha. Rồi. Trời ơi, nghệ sĩ chưa ca gì hết là đội cách xê trước rồi hả con? Như mọi người của chúng ta đã thống nhất, vào cuối tuần này sẽ có một đoàn du lịch về Xẻo Lá của chúng ta. Tôi hy vọng là mọi người sẽ chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cũng như là tinh thần để đón khách một cách chu đáo. Mọi người có đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý. Còn về phần tôi và cháu Khánh Long đây sẽ cơi nới khuôn viên cho nó rộng rãi để làm chỗ cho mọi người ở đây cũng như là khách du lịch có một chỗ sinh hoạt cho nó rộng rãi hơn. Đồng thời ở xưởng gốm thì cũng dành cho một khu vực riêng
để cho khách du lịch đến tập làm gốm. Chú Chính, chú Chính, chú cho con làm tổ trưởng tổ hướng dẫn viên du lịch nha chú Chính. Còn phần tôi, ngoài cái chức tổ trưởng tổ văn hóa, tôi sẽ chú ý sửa sang nhà cửa, dọn dẹp sạch sẽ để cho khách có chỗ nghỉ ngơi. Ừ. Anh à, ba cái vụ đơn ca tài tử đó giao hết cho tụi bay đó nha. Dạ. Tao già rồi, góp vui thôi chứ ca chính không ai nghe đâu. À, em nói với anh Chính với anh Hai nha. Còn cái nhiệm vụ của em á, kỳ này em sẽ sửa chuồng gà lại, nuôi gà, đào ao nuôi cá. Du khách có tới à, ai muốn chọi gà có gà, ai muốn câu cá thả mồi xuống có cá. Mà nói trước nha, khách nào mà câu cá lên được nhiều là em tính tiền nhiều đó nha. Tôi thì tôi thấy ai cũng có một cái nhiệm vụ, thì bản thân tôi cũng có sự đóng góp. Ừ. Cho nên đối với tôi là một cái nhà nho, tôi có một cái vườn cây kiển. Ừ. Nói chung là tôi sẽ chuẩn bị cái vườn kiển của tôi như là một cái công viên quốc gia. Mỗi một cái cây kiển tôi sẽ treo một cái bài thơ. À, ví dụ như cụ Lý Bạch, Victor Hugo, cụ Khổng Tử, vân vân và vân vân. À, ví dụ như là có những cây mai à, tôi giới thiệu đây là cái gốc cây mai, bà con đã đến thì hài lòng chưa? Dạ, ví dụ vậy. Rồi. Tôi thấy mỗi cây kiển vậy mấy chú treo thêm trái lựu đạn luôn đi. Đúng quá, đúng quá. À, bỗng bỗng bàn bàn lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Ừ, ứ cái gì trời ơi, mới bực xíu thở à. Mệt thiệt chứ bộ. Ây da. Ừ, đẹp đó. Xong. Ra ra ra. Ra khiên nữa đi. Nữa hả? Ừ. Đây đây. Đây. Chỗ nào tía? Ờ, chỗ đó đó. Ừ, chỗ đó nè hả tiên? 1, 2, 3. Ừ. Đây đây đây, để cái đây nè. Đây. Gì vậy? Có sao không? Con xíu à. Trời ơi. Rồi xong rồi đó. Ráng ráng ráng, chỗ nữa, chỗ nữa. Nữa hả? Ừ. Làm chi nữa, ngày tháng dần trôi xóa nhòa kỷ niệm, có nhớ có thương, có buồn có khổ, thì tình của đôi nơi xa cách nhau rồi. Em sẽ theo ai về phía chân trời, để lại nơi này một người đang đứng đêm bước độc hành mà nhớ phút chung đôi. Tình thắm nồng phút chốc quá xa xôi, đang gắn bó bỗng dưng thành xa cách. Nhìn bóng ai dần khuất nẻo đường xa, trên chiếc xe qua chờ đầy thương nhớ. Hát thôi mà làm lố quá trời luôn á. Ha 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 ha
Hay. Chuyện gì còn thơ mà làm dở mất thiệt vậy? Ồ, hai đứa này nó. Ê, có. Mày mốt đám cưới tao với nhái á. Mày hát bài này tặng tụi tao nha. Tặng cái cây vô đầu mày. Tặng tặng. Nghĩ sao nhái lấy mày? Nhái tụi tao gần chết luôn. Sao lấy mày? Cái gì? Ai thương ai? Nè nè, đừng có nằm mơ nha. Nhái mà không lấy tôi á hả? Tôi cạo đầu đi tu luôn á. À, ông nói là tôi mộng lấy ông là ông cạo đầu đi tu hả? Xong nó lớn cho mọi người nghe. Hai người nghe được rồi. Vậy bây giờ hả? Về tự mua dao cạo đi, rồi tự cạo đầu, rồi tự đi tu luôn đi. Nhưng mà tôi nói trước là ông ở chùa nào hình dẫn ông đâu. Sao dám cạo đầu được? Nhái giả bộ chứ nhái thương tu mình chết luôn á. Thôi, mọi người nghỉ ngơi bấy nhiêu đủ rồi. Mọi người làm việc tiếp nha. Anh Long hả? À, anh có muốn nghe hát nữa không? À, nếu thôi mà muốn nghe lại đằng kia kìa, em hát cho anh nghe. Thôi được rồi, làm việc đi em. Quý sệ, có người hát chung không thèm hát, rồi hát cho người ta nghe mà ta không thèm nghe, quê kệ người ta, nói họ tôi chọc như mỏ bây giờ. Tại người ta đẹp, tôi cũng đẹp vậy mà đẹp lạ luôn á. Đi làm việc đi, nhiều chuyện. Còn có đêm nay tơ tình này em xin thuốc càng, rồi sáng mai đây thuyền qua tất bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm em đêm. Đêm hay. Ủa? Trời ơi hát hay quá trời quá đất. Cái này em xứng đáng là danh ca của Xẻo Lá, danh bất hư truyền, bái phục bái phục. Anh Bình quá khen, nhưng mà em thích nha. Trời ơi, cho cá ăn hả? Bữa nay là đầu tư dữ vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi, tí em nói hả, đã đầu tư là phải đầu tư cho tới luôn. Anh Bình biết không? Sao? Sắp tới nha, tí em sẽ làm mấy cái chòi ở giang ao để làm dịch vụ câu cá giải trí đó. Vậy hả? Chà, vậy là anh thấy ý tưởng của chú Tư cũng hay đó chứ. Phát huy nha. Hay chứ, em thích lắm đó. Ủa, mà anh Bình qua kiếm tía em hả? Ừ, tía có nhà không? Tía em đi qua làm nuôi yến với lại bác ba rồi. Ủa? Quên, anh, lại đây nghe nè, lại nghe nè. Rảnh không? Thì cũng rảnh chút chút. Em nhờ chút được không? Nhờ chuyện gì? Em nghe mọi người ở Xẻo Lá này á, đồn về anh dữ lắm. Ủa, người ta đồn hả? Ừ. Đồn sao? Người ta đồn á ha, là anh Bình khó tính nhất cái Xẻo Lá này luôn á. Ủa gì kỳ vậy? Anh vậy, hiền vậy, mà đi đồn anh khó tính. Hiền hả? Ừ. Trời, anh đừng làm em mừng hụt nha. Ủa, là làm sao? Anh không hiểu. Thì là vậy nè, em đang muốn kiếm một người khó tính thiệt là khó tính luôn. Để ha, chị, để ngồi nghe em hát, để mà duyệt cho em. Chứ mai mốt khách tới đây nè, mà nghe em hát dở, khách cười thúi mặt em luôn. Thôi, nói vậy là hiểu rồi. Bây giờ em tin anh đúng không? Bây giờ em hát đi, anh duyệt cho. Thiệt hả? Ừ. Vậy giờ anh ngồi đây đi, em chạy về, cái em kêu thằng Bảy Cò qua đây xong ca với em, nha. Nè, rồi, anh em đi. Thôi. Hả? Chi mà phiền phức vậy? Bây giờ anh ca với em được không? Được không? Trời ơi, không tin anh hả? Bộ tưởng hồi nào giờ anh chỉ có công văn nguyên tắc thôi hả? Vậy biết hát chứ bộ. Vậy giờ mình làm liền đi anh. Còn có đêm nay tơ tình này em xin thuốc càng, rồi sáng mai đây thuyền qua tất bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm em đêm. Đêm nhớ đêm thương sầu triếu nặng tâm hồn. Thôi em cứ đi đừng lưu luyến nữa, nước mắt đêm này trôi hết nỗi thương đau. Ngày mai này cho đến vàng ngày sau,
nếu có gặp nhau xin cúi đầu lắng tiếng. Kìa, sao đành lòng với em? Còn cuối cùng đêm nay ta từ nhau anh nhé. Còn thương nhau xin gọi cô nhân sầu. Hay. Ủa, Tía, anh đừng qua thăm Tía nè Tía. Hay quá. Mới về hả chú Tư? Trời đất ơi, tới tìm tôi mà tự nhiên ra đây đứng hát chơi vậy đó hả? Dạ thì tại nhái kêu con hát chung cho anh vui. Tía, anh Bình á hát hay lắm nha Tía. Ôi. Con bất ngờ luôn á. Hát có mấy câu à mà con nghe nó ngon thì là ngọt luôn. Thôi, đó. Khen anh quá trời vậy. Thôi khỏi, đừng có nổ. Trời đất ơi, ca tôi nghe tôi muốn lòi hai cái lũ nhĩ tôi ra luôn rồi nè. Đứng hát hồi á là mấy con cá tôi đã lăn đùng ra chết á, là không có làm câu cá cho khách được luôn nha. Trời ơi, chú Tư, nói vậy bộ con hát khó nghe vậy lắm hả chú? Bộ tưởng làm phó chủ tịch giỏi rồi là hát giỏi hả? Dạ không có. Anh Bình. Hả? Tía em giỡn chọc anh chơi thôi chứ không có gì đâu. Kệ tía em đi, hay là hai anh em mình hát tiếp đi. Thôi. Hả? Hát đi, cho tía em đi về đi. Thôi hát là tao trốn mà. Ê, chú. Anh kiếm chú có chuyện, anh đi nha. Chú Tư. Trời ơi, chú Tư, chào con chú Tư. Té đó. Biết chừng nào tới đây sao mà lâu quá vậy không biết nữa. Thấy hồi hộp làm sao á. Chết rồi tía ơi, chết rồi tía ơi. Mày làm cái gì vậy tía? Khách tới đông quá trời luôn tía ơi. Chết rồi tía ơi. Chết trời rồi. Trời đất ơi, khách tới mày nói mày chết hả? Đứng đợi sáng giờ, bây giờ khách tới mà mày la chết làm sao? Không phải, tôi thấy là lạ, có con tay kìa. Đó, râu không à. Đó, mà áo đen á, đó, con tay đó đó, con tay đó đó. Ê, bỏ tay xuống coi. Tay làm như khỉ, mày đứng chỉ chỏ tùm lum tùm la. Mắc công người ta nói mày quê giống hai lúa thì sao? Trời trời. Ê. Ê. Dạ. Mày nói chuyện nói sao mày lâu tía mày vô chi vậy cò? Mày phải tội nghiệp tía mày chứ. Dạ, con xin lỗi tía, con lỡ lời. Mày không có nói gì nữa nghe. Dạ. Khách tới. Dạ chào. Dạ, xin chào mời. Con. Hello. Come xin in. Chào. Dạ, hello. Xin chào. Dạ, hello. Dạ. Dạ. Dạ, xin chào. Chào chú ba. Chào chú. Hello, Dimoto. Nói bậy không à? Mời mọi người ngồi. Dạ, xin giới thiệu với mọi người. Đây là bác Hai Lúa. Dạ, chào anh Hai. Đây là chú Ba Đời. Dạ, chào anh Ba. Đây là chú Tư Ếch. Dạ, anh Tư. Còn đây là các bạn hướng dẫn viên. Dạ. Mọi người làm quen với nhau nha. He introduced about his family. Can you translate for me? Yes. Okay. This is Mr. Hai Lu. Hey, nice to Hello. Meet you. And this is Mr. Yes. Tu Dai. Tu Dai, nice to meet you. Tu Dai. Tu Dai. Tu Dai. Tu Dai. And here is Mr. Tu Ếch. Tui à. Op. Nice to meet you. And these are the children. Hi. Ba. Còn đi ăn. Ăn. Oh, okay. Okay, thank you. Mày gò, có biết tiếng Anh không? Một bụng. Chú chỉ tôi vài chiêu tôi vô tôi sủi mặt tay coi. Chó hả sủa? Vậy chứ giờ muốn nói chuyện với tay nó làm sao không chỉ tôi đi vô nói chuyện với nó. Mày muốn nói câu nào? Tôi là Tám Tàng. Tôi là hướng dẫn viên của Sẻo Lá. Nói sao? Hello Tám Tàng. Quên mày rồi. Khùng hả? Dạ. Nói tới Tám Tàng anh đính luôn à. Còn cái câu đằng sau đâu? Thì quên rồi. Quên cái gì kỳ cục vậy? Bây giờ tóm gọn là nói cái câu gì để người ta vô người ta nói. I love you. Cái gì? I love you. I love you. Ok. Ok. No, I love you. Hello. Nice to meet you. I want go to toilet. You understand? Nói sao? Quên đúng rồi. Tôi muốn đi toilet. Biết nói tiếng Việt. Toilet, ok. Yeah. Tôi sẽ dẫn cô đi.
Tôi tự đi. Ok. Đi thẳng. Quẹo trái. Quẹo trái. Ok. Ok. Thank you. Tấm Tàng, mày làm gì vậy? Tôi đang nhớ về một thử cái hình ảnh của ai quen quen. Giống ai? Bà nhái. Lấy kỳ. Sao giống nhái? Khùng hả? Thì con khùng đứng điên. Không dám đâu, nhái của tao khùng dễ thương. Con nhỏ này khùng điên thiệt rồi. Oh. You said the corn fields, you see? Dạ thưa cô chú, đồng lúa ở đây là được 10 tháng rưỡi rồi cô chú. Wolf in agriculture. So the fields. Dạ cô chú mình đứng lại cùng chụp cho mình nghe. Chụp hình kỷ niệm đi. Rồi đứng vô. Cheers. Hai ba. Check the picture. Xong rồi. Dạ mời. You see? Dạ cô chú đi cẩn thận. The fields. Mới làm về hả? Còn hai cái chú này là vô mình đi cỏ về đó. À, về đi. Giờ dù hen. Thôi tôi về nghe. Rồi tối tôi qua liền. Cái này là gọi là lúa trổ đồng lòng đó. Dạ. Đẹp quá ha. Dạ mời đi lúa này. Nè đó. Ê dạ. Trời ơi. Bị chấn đây đứng không được hả mày? Oh, smelly. Ủa, nhái, đi làm về rồi đó hả? Dạ, em vừa được tan ca nè. Rồi có ai chở về chưa? Bình thường thì có thằng bẻ cò cho em quá gian về. Bữa nay nó lấy xe chở khách đi du lịch rồi. Chắc em phải đi bộ về quá. Cần gì phải đi bộ về? Leo lên anh cho quá gian về, tiện đường chứ bộ. Bởi vậy ta nói, ở cái xẻo lá này có anh phó chủ tịch xã dễ thương, dễ sợ luôn đó. Đội nón leo lên đi cô nương. Anh, ngày mai khoảng 5 giờ nha. Các anh giả bộ chạy ngang qua đây. Các anh giả bộ anh hỏi em chứ, có ai chở nhái về chưa, đem chở về cho. Rồi được rồi, ngày mai 5 giờ anh qua anh đón. Còn bây giờ giả bộ leo lên xe đi. Ngồi cho đàng hoàng anh chở về. Đi. Quay qua quay lại mà tôi xa quê hương gần 30 năm rồi chứ ít ỏi gì anh hai. Tôi cũng không ngờ hôm nay là có cơ hội quay về Việt Nam mà ngồi xuồng ngắm cảnh sông nước như vậy. Vì cuộc sống cho nên vợ chồng tôi đi qua Mỹ. Chứ thật sự đi tới đâu cũng không bằng quê hương mình anh à. Anh chị đã về đây rồi thì cứ ở đây chơi lâu lâu đi. Dạ. Muốn đi đâu hay muốn ăn cái gì nói tụi tôi lo. Hôm nay á, vợ chồng tôi với mấy đứa nhỏ đi như vậy á cũng đủ lắm rồi anh hai à. Mà hồi trưa này á, anh cho tụi tôi ăn ăn canh chua cá bông lau với cá kho tộ. Ngon ơi là ngon. Dạ. Chưa đâu, cái xứ xẻo lá mình á còn nhiều cái món độc chiêu lắm, món miền quê á. Dạ. Dạ mùa này bông điên điển nhiều lắm, để con nói với nhú á, hái bông điên điển về nấu canh chua cho cô chú ăn thử, ngon hết sảy luôn. Vậy hả? À, bông điên điển. Không phải, bông điên điển. Bông đó gọi là bông điên điển chứ không phải là điên điên. À, bông điên điển. Nó nói tiếng Việt không rành bông điên điển mà nó nói bông điên điên. Dạ. Tôi kêu anh chở tôi về rửa tay mà. Xong kìa. Xuống đó gỡ đi bà. Mệt quá. Tôi giờ gỡ không bà? Không gỡ giờ gán chịu. Chim kia thỏ thẻ trên cành. Em đây nói vậy
anh đành lòng nói sao. Ngồi đi bà. Dạ dạ. Looks great. Nè con coi số phụ mọi người đi. Để đó đi con. Yeah. No. Sao vậy? Mình là khách mà mẹ. Với lại con đang bệnh lắm. Mẹ nghĩ con hiểu cái từ homestay. Để đó đi con. Ngồi luôn con. Dạ mời mời anh. Dạ mời anh chị. Dạ mời anh chị. Ăn đi con. Ăn đi con. Dạ mời chị. Dạ. Ủa con không được hả? Chắc là không hợp với khẩu vị của con đúng không? Thôi được rồi, để bác làm món khác cho con nghe. Ừ, thôi, không sao đâu chị. Nó sinh ra ở bển nên nó ăn món Tây quen rồi. Vậy từ từ rồi những món Việt Nam nó cũng sẽ quen thôi. Dạ. Thôi được rồi, để làm món khác cho nó. Không sao. Dạ không sao. Con sẽ cố gắng ăn. À vậy hả? Ăn đi con. Vậy ăn ăn mắm đi, ngon lắm á. Oh no no, mắm chuối quá. Con ngon mà đặc sản á. Ta muốn kêu lên ba tiếng Bạch Thu Hà. Bạch Thu Hà ơi, tim ta như ngừng đập mau. Tuần hoàng chạy khắp châu thân. Thôi thôi lỡ làng rồi, tiếng hẹn trăm năm. Nàng có nhớ đến ta hãy ngâm câu. Tuy hòa xa trường quân mạc tiêu, cổ ngã lại trình chiến kỷ nhân hồi. Bạch Thu Hà ơi, nàng đã bao phen vượt núi trèo non để giữ tiết trinh. Ta mới bận lao mình trong nắng gió. Câu ước hẹn chưa cùng nhau cạn tỏ, thì giọt máu chung tình đã nhuộm thấm chinh y. Từ đây hết nợ hết duyên, hết ân hết ai, lưỡi gươm thiên ta xin gửi lại cho người yêu lý tưởng Bạch Thu Hà. Ơi thằng Trung ơi, đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện trung tình, khóc than riêng ai một mình tặng tè. Hay quá. Chưa. Công nhận ha, bác đi nước ngoài cả chục năm rồi mà hát ca cổ cũng còn hay ghê. Hát cũng đâu thua gì tí con với hai chú đâu. Cái cảm giác mà ca lại bài Võ Đông Sơ á, trong lòng chú bùi ngùi xúc động lắm. Dạ. Tôi nghe tôi còn muốn khóc nè. Nói chi ông ca. Mời. Dạ. Đó, uống đi anh. Đi ra ngoài chơi. Nè, dạ, đây còn là trà đang chín. Chị ra ngoài nướng khoai ăn với tụi em. Không, tôi không có đi đâu. Đi với anh đi con. Mà trời trăng sáng vui lắm, không có cái gì phải sợ hết. Không, con không đi đâu. Ngoài đó có con rắn to lắm. Chú Bình, không có sao đâu, rắn không có cắn đâu. Yên tâm đi. Mình phát triển tốt á. Dạ, thôi, thì ra ngoài chơi. Đi, vui lắm. Vui lắm, chú, đi. Yeah, thank you. Giờ vậy, tôi xin phép bà con đây. Ở đây là anh Chính Vĩnh coi như là chủ nhà, mà anh chưa ca bài nào hết. Bây giờ mời anh làm bài cho bà con thưởng thức. Đúng đi. Rồi dạ. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Anh Chính ca đi. Anh Chính ca đi. Trời, nói thật với mọi người, tôi á, nghe thì được, mà tôi hát ra tôi ca một cái á, là mọi người xỉu hết á. Thôi giờ nói vậy, ở đây chỉ có anh hai là vừa ca hay nhất, vừa đàn ngọt nhất, vừa ca mùi nhất, là anh hai phải tiếp tục. Đúng nữa rồi. Anh hai hát bài nữa đi anh hai.
Nãy anh hai hát Võ Đông Sơ, bà Thu Hà rồi. Bây giờ anh hai hát Võ Đại Lang Phạm Kim Liền đi. Từ từ. Giỡn hoài. Giờ tôi mận bài nữa ha. Dạ. Mận bài nữa đi anh hai ha. Đẹp quá. Tôi sẽ đặt thật nhiều về làm quà cho bạn bè. Dạ, cảm ơn chú. Tôi có một cô bạn mở cửa hàng gốm mỹ nghệ. Tôi sẽ giới thiệu cho cô ấy tới gốm cúc hoa này. Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích. Nếu được vậy thì quá tốt. Mời mọi người tham quan tiếp ha. Phía trước này còn nhiều mẫu rất là đẹp nè. Dạ. Dạ, dạ mời chú đây. Anh cho tôi miếng để làm thử. Nè, qua đây nè, ông qua đây đứng. Dạ đúng rồi đó chú. Nó giống chuyên nghiệp không? Ông ơi. Dạ. Dạ thưa chú, đây là những cái lò, dạ, lò để nung đất. Dạ. Dạ. Cái lò này là những cái lò mà để nung những cái sản phẩm sau khi mình đã hình thành là hình dáng rồi đó chú. Dạ, mời chú qua bên đây. Dạ bên này. Đang mèn hả? Dạ đúng rồi chú. Dạ bên đây chú. Chú cứ tham quan thoải mái. Cái này là cái công đoạn. Dạ công đoạn tráng men chú. Tráng men hả? Dạ tráng men á. Cho con mượn đi. Đây con. Biết làm không đó con? Làm á. Ớt đỏ thấy chưa? Ba không giơ tay làm. Làm kiểu này 8 năm sau mới ra được cái chậu liệu á. Mới tập chơi mà. Chị làm cái này á, lãnh lương tháng hay là ăn sản phẩm? Dạ ăn lương tháng. Tế gì? Tí coi kêu thằng Tám Tàn đưa nhỏ khó ưa đó đi chơi nghe. Con nhỏ gì đâu nhìn vô không ưa rồi. Mày sao? Người ta là khách du lịch mà mày kêu con này con kia. Mày nghe được không? Nghe được không cò? Tí nói rồi, con nhỏ nó sanh ra bên Anh, nó chưa có thích nghi được cái đời sống nông dân của mình. Vậy là đúng rồi. Bởi vậy ba mẹ nó mới cần mình hướng dẫn nó đi ở dưới quê để cho nó biết quê hương đất nước của mình. Mới cắn nhắn vậy. Con gái gì đâu mà vừa lười vừa hung dữ, là biến giả mang luôn. Cái tên đó, nghe là không muốn ưa rồi. Việt Anh, tên y hệt của con trai luôn. Cái tên của cha mẹ người ta đặt theo kể cha người ta. Mắc mớ gì mày? Vậy cái tên cò của mày chắc đẹp lắm hả? Dễ thương chứ bộ. Ông, thằng nhỏ nó nói đúng á. Con nhỏ tên ngộ quá. Con gái mà tên Việt Anh, nghe nó cứng quá. Phải không? Ba mẹ nó là người Việt Nam, sống ở bên Anh lâu rồi, cho nên ta đặt con người ta là Việt Anh. Thấy không? Hai mẹ con mà không biết gì hết. Vậy thôi cò hiểu rồi phải không? Bây giờ ra chở nó đi chơi đi. Nó thích đi đâu chở nó đi đó. Trời ơi, nó có thích đi đâu đâu tí. Nó thích nằm võng bấm điện tử thôi. Mày nói ai thích nằm võng? Con nói con Việt Anh á. Giờ mày không đi phải không? Tao kêu thằng Tám chở nó đi à. Dạ tiếc kêu thằng Tám đi. Nhưng mà mai mốt có tiền là không có đòi chia nha. Thôi vậy để con đi cho. Giống ai mà ham tiền, nói tới tiền là giọt liền à. Ông Hai Lúa. Gì? Ông Mận Ơn, ông ngồi xuống đây, phụ với tôi một cái. Hai ngày nữa là tôi phải giao năm bộ này nè. Bây giờ mà không đúng ngày á là người ta chửi tắt bếp. Ông ngồi xuống đây. Được rồi, tuần sau mới xuống lúa. Đợt này tôi rảnh, để tôi phụ với bà. Trời ơi, nói phụ thì xuống đây ngồi, chứ ngồi trên đình ở trên đó hả? Thì làm đi, uống hết cốc trà, còn 2-3 ngày nữa, gấp gì dữ vậy? Trời đất ơi trời. Nè, nghe đâu hình như mấy ngày nữa có một đoàn khách du lịch đó, xuống xã mình đó. À, hay là ông
giúp mấy đứa nhỏ góp ý với tụi nó làm cho ngon lành nha. Tụi thấy thằng Minh làm du lịch có bộ hạp đó, từ bây giờ là cái giao nó với con Vũ làm là tôi yên tâm. Còn con Khánh Long nó hỗ trợ nữa. Tôi phải lo tập trung làm ba cái ruộng lúa, chứ bỏ ba cái nghề truyền thống đu theo mấy đứa nhỏ có ngày chết đói. Ồ, tùy ông thôi. Miễn sao á, ông làm ơn ngồi xuống đây phụ tôi để tôi giao hàng cho anh ta ông ơi. Làm đi, từ từ tôi tiếp cho. Có ai điện thoại? Alo. Mấy Hằng ơi, chào anh. Dạ nhớ chứ anh. Dạ. Dạ. Vậy nghe anh. Dạ. Ê, điện thoại ai sao mặt mày hớn hở vậy? Anh Ba Hùng, bạn của Chính Gạo, bữa xuống đi chơi đó. À, có phải cái ông gì mà tiến sĩ, kỹ sư gì mà làm lúa đó phải không? Ừ, ông đó. À, vậy rồi sao ông? Ông bàn với tôi là... Bàn sao? Thôi, tôi qua ông Ba đợi chút. Ê, đâu được. Ê, ông hứa là ông ngồi xuống đây ông phụ tôi mà. Đi chút về. Ủa sao ông? Sao mới ba chuyện đi vậy? Ông hay lúa. Ông hay lúa. Thấy cơ sở nuôi yến của chú được vậy tôi cũng mừng lắm. Dạ. Còn cái vụ lúa, Ba Hùng á, phó giáo sư tiến sĩ chuyên nghiên cứu lai tạo giống lúa mới ở viện lúa đó hay chú. Anh nói á, là cái giống lúa này á, rất là tốt, cho năng suất cao, rạ cứng, đẻ nhánh khỏe, còn kháng rề nâu cháy lá, bệnh vàng lùng nữa đó. Thôi, nhưng mà em nói này nè, coi chừng là cái thổ nhưỡng đất đai của mình có hợp không? Ờ, rủi cái lúa mình là nghiên cứu một nơi, giờ mình trồng nẻo, sợ thất bại đó anh. Ờ, cũng như cái vụ trước á, sáu sẹo cũng mang giống lúa mới về đó. Nghe đâu cũng là viện này viện kia lai tạo tùm lum, mà rốt cuộc có trồng ra giống ôn gì đâu anh hai. Tại mấy chú không có nhớ đó, Ba Hùng á, lần trước ra ngoài ruộng coi kỹ lắm đó. Ông còn lấy đất về nghiên cứu nữa đó. Cho nên ông đi đến quyết định cuối cùng á, là đưa cái giống lúa mới này về để trồng nè, bao tiêu luôn đó. Anh Ba, giờ sao anh Ba? Hay là mình thử theo anh hai một phen không? Giờ đất đai, ruộng đất mình cũng đâu có là bao nhiêu. Cứ theo ông phen coi sao. Để ông mê, anh hai anh trách là mấy anh em mình không có đồng tâm nhất trí. Ờ, vậy em cũng trồng theo anh hai vụ này luôn. Ờ, ờ, rủ bà con mình trồng giống lúa mới luôn. Ờ, tôi bảo đảm, năm nay xẻo lá mình thế nào cũng bội thu à. Ờ, dạ. À, mình đi nha. Nè nè, cũng ông không đó. Tự nhiên rồi cái ông mua một cái đống lúa, rồi ông chất đầy nhà. Đằng trước sân cũng có lúa, đằng sau hè cũng có lúa, ở trong kho đầy lúa luôn á. Nè, bà con người ta không chịu mua, còn nói này nói kia, nghe nhức đôi tai luôn á. Tại người ta không hiểu người ta nói vậy thôi. Chứ cuối mùa, để bà coi, ta chạy tới đây, ta mua rần rần, bán không kịp luôn đó. Không dám đâu. Ông á, là con người sống rất chủ quan. Thiệt á. Mà tôi nói thà bà con không chịu mua tôi còn đỡ lo. Nè, mà tôi đang sợ ruộng nhà mình á, ruộng nhà chú Ba nè, ruộng nhà chú Tư á. Đó. Nè, mấy cái hộ mà coi như năm nay á, mà mua giống lúa mới của ông á, là người ta lộ banh xác luôn. À, rồi mới nói chuyện. Ê, tôi chưa nói hết, mà đi đâu vậy? Bà ăn nói xui xẻo không à? Bà ở nhà đi, rồi bà chống mắt lên bà coi. Ê, ông đừng có nói với tôi là ông đi vận động bà con xuống giống lúa mới của ông nha. Ông ơi, sao mà ông vừa chủ quan mà ông vừa lạc quan. Ông không chịu phân tích những cái thuận lợi, những cái khó khăn mà nó sắp xảy ra. Coi cái đám ruộng của mình, người ta không tin, thì tôi phải chăm sóc làm sao đám ruộng mình cho nó thật ngon lành, để người ta không có nói là hai lúa này lừa lọc ai hết á. Ai mà nói ông lọc lừa? Không có đâu.
người ta chỉ nói ông là con người sống rất là lạc quan. Nhiều khi ông không biết phân tích những cái thuận lợi và khó khăn sắp sửa xảy ra. Hết chưa? Tôi còn nói chuyện nữa mà. Tới chiều luôn à. Ông hay lúa. Ông lúa lên nhiều ta mừng mà ta khoái. Lúa nhiều ghê ta khoái mới nhiều hơn. Anh hai, lúa dày là cầu cả 10 tấn anh hai. Tôi biết à, cái này mà vậy đó anh hai. Tôi mướn thêm 2 hecta của ông già chín ngói nữa. Tôi trồng nha, tôi bảo đảm anh hốt tiền đã luôn. Trời ơi, nhìn thấy ruộng lúa mà thấy mê đó anh hai. Vụ đầu mình như vậy á là coi như anh em mình thành công rồi đó. Dạ. Vụ sau á, anh em mình khỏi còn thắt thỏm lo âu gì hết á. Dạ. Dạ chào mấy anh. Dạ chào mấy anh. Chào. Ủa? Chào bà con. Chú thím gặt lúa xong chưa, đi đâu đây? Dạ chưa anh hai ơi, chắc cuối tuần này nhà em mới gặt. Vậy hả? Mèn ơi, nhìn ruộng lúa nhà anh hai khỏi ăn cơm cũng thấy no rồi. Chứ đâu như ruộng nhà tôi á. Phải chi bà nhà tôi á mà nghe lời tôi mua giống lúa của anh hai á là ngon ăn rồi. Thì tụi tôi giúp đỡ. Mà có người là đồn thổi tụi tôi là đưa lúa giống dỏm, lúa giống lép. Đó, bây giờ dòm ruộng lúa tụi tôi coi. Trời ơi, tụi tôi có trục lợi không? Anh Tư nói vậy quan cho tụi tôi quá. Chứ bà con ở cái xẻo lá này từ xưa giờ ai mà không biết mấy anh sống nghĩa tình. Chẳng qua trồng cái giống lúa cũ nó quen rồi, đổi mới sợ nó không hợp. Chứ nhìn tận mắt vậy á, từ đây trở đi nhà tôi sẽ đăng ký mua lúa ngay nhà anh. Đúng đó. Chắc kể từ năm nay á là bà con ở đây ai ai á cũng theo giống lúa mới của anh hai hết đó. Thì tôi á chỉ muốn bà con nông dân ở xẻo lá mình á trồng lúa làm sao cho nó có hiệu quả tốt nhất, đời sống càng ngày càng nâng lên là mừng rồi. Dạ. Cảm ơn anh hai. Dạ. Thôi vợ chồng tụi tôi về nha. Chào các anh. Dạ. Ơi lúa ơi, lúa về, lúa về, lúa về, lúa về. Nhìn ruộng lúa thì mê quá thầy ơi. Chẳng nghĩ sao mà làm được vài mẫu nữa quá.